Rồi nãy mọi người thấy cái đống hạt dẻ nó rớt xuống là quay một đám chuột ở dưới nó la lên đúng không? Hay quá, tuyệt vời, anh Soli đúng không? Soli đúng không? Anh Soli tuyệt vời, anh Soli giỏi quá. Đây là không khí bên trong một buổi sinh hoạt của nhóm bạn trẻ yêu công việc lồng tiếng phim tại Sài Gòn. Một phân cảnh trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng toàn thế giới Phi Vụ Hạt Dẻ 2 đang được các thành viên tại đây thay nhau hóa thân thành chú sóc chuột tinh nghịch. Hoạt động này diễn ra đều đặn vào các tối thứ 3, 5, 7 trong tuần. Đoàn Ngọc Huyền, 26 tuổi, trưởng nhóm lồng tiếng, hiện đang là diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp của Đạt Phi Media. Đạt Phi là nghệ sĩ lồng tiếng lâu năm tại Sài Gòn, được nhiều người biết đến qua các bộ phim Ngày Mai Trời Lại Sáng, Bao Thanh Thiên, Tiếu Ngạo Giang Hồ nổi danh một thời. Ngoài việc dẫn dắt, định hướng hoạt động cho câu lạc bộ, Huyền còn trực tiếp luyện tập cùng các thành viên qua mỗi vai diễn. Nếu mà gọi là tổng thể các bạn đăng ký tham gia là từ khoảng từ 30 đến 40 bạn rồi. Mỗi ngày á, thì chỉ có thể một lần tham gia thì chúng ta có thể từ 10, 15 đến 20 bạn mà thôi. Và cái tiêu chí mà thành lập ra câu lạc bộ này chính là từ một người thầy của mình cũng muốn là có một câu lạc bộ để sau khi những học viên của mình có thể trải nghiệm và nâng cấp bản thân hơn để có thể chững chạc và sẵn sàng chiến đấu với thầy trong những bộ phim bom tấn sắp tới được thực hiện ở một nơi gọi là phòng đỏ. Nơi đó là cái nơi sản xuất ra những bộ phim bom tấn cực kỳ hấp dẫn. Còn về một cái diễn viên lồng tiếng trong hiện tại ở đây á, thì đòi hỏi có nhiều thứ, cả về diễn xuất, cả về giọng nói. Đương nhiên chắc chắn một điều các bạn cần phải có là giọng nói của mình. Ngoài ra đó chính là lửa đam mê. Điểm chung của các thành viên trong nhóm lồng tiếng là đều có chất giọng dày, ấm và âm điệu phong phú. Tuy nhiên, không phải ai ngay ban đầu cũng yêu thích các bộ phim lồng tiếng. Phạm Đức Bình, nhân viên truyền thông, từng có định kiến với các bộ phim hoạt hình lồng tiếng. Tuy nhiên, trong một lần vô tình ra rạp, Bình đã bị thu hút và chinh phục bởi bộ phim hoạt hình lồng tiếng, nên đã quyết định tìm bằng được đơn vị sản xuất lồng tiếng bộ phim. Từ đó, cậu bén duyên với công việc này đã hơn một năm nay và thực hiện nhiều bộ phim lồng tiếng cho cả truyền hình, chiếu mạng và sắp tới là chiếu rạp. Sự thật là trước đây mình rất là ghét phim hoạt hình lồng tiếng. Thì trong một lần vô tình cái mình đi xem cái bộ phim hoạt hình phim Home á, cái bạn bán vé, bạn đó đưa mặc định đưa cho mình là một cái vé lồng tiếng. Thì mình vào coi mình mới tá hỏa. Nhưng mà thật sự rất là bất ngờ khi thấy hết phim mình đã được trải qua đủ thứ cung bậc cảm xúc. Rồi sau đó thì mình tìm bằng mọi cách để mà mình tìm được cái đơn vị nào mà đã tìm ra cái đã làm ra cái bộ phim đó. Mình thì mình yêu thích tất cả các môn nghệ thuật, thì để trong đó là có lồng tiếng. Nhưng mà một cái điều đặc biệt mà mình thích lồng tiếng hơn so với những cái khác đó là tại vì là khi ví dụ sau một ngày mình làm việc hay là mình có bất kỳ một những cái vấn đề gì ở trong cuộc sống của mình á, thì mình vào phim, kể cả vào phim buồn hay phim vui gì đó thì mình cũng sẽ trở nên vui, mình sẽ cuốn theo cái vấn đề làm phim, và như vậy là nó khiến cho một ngày của mình nó trở nên nó vui vẻ và ý nghĩa rất là nhiều. Em là người có tuổi đời bé nhất trong công ty nên là cái sự trải nghiệm của em không có được nhiều. Khi mà làm phim cũng sẽ đôi khi có những cảnh mà nó cần sự trải nghiệm thì mấy cái đó em lại thiếu, thì em nghĩ đó là nhược điểm của em. Em mong là em sẽ học được những cái điều đó trong tương lai để em cải thiện bản thân mình nhiều hơn. Mong muốn của mình là mình có thể khám phá được nhiều hơn về giọng nói của mình, được gắn bó nhiều hơn với các anh chị em ở công ty, và đặc biệt là có thêm nhiều trải nghiệm mới ở nhiều vai diễn trong các phim. Mục tiêu của mình là mình muốn trau dồi cái kinh nghiệm và cái kỹ năng của mình nó cao hơn, để mình có được ít nhất là cũng phải có một cái dấu ấn gì đó trong cuộc đời của mình. Trẻ trung, nhiệt huyết và đặc biệt rất đam mê với công việc lồng tiếng. Mỗi ngày những bạn trẻ tích góp dần những kinh nghiệm, vốn sống và lửa nghề để theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, hoặc đơn giản như một trải nghiệm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Bạn có bao giờ thắc mắc về nghề lồng tiếng, hậu trường vui nhộn đằng sau những bộ phim đình đám vạn người mê ngoài rạp? Nếu có thì hãy thử một lần ghé thăm phòng đỏ. Biết đâu bạn lại phải lòng và bén duyên với công việc khóc cười cùng nhân vật đầy thú vị này. Chúng tôi yêu lồng tiếng.